Xin được chào tất cả anh em đam mê âm thanh cùng quý khách hàng đang quan tâm tới hãng loa RCF đến từ Italy với 75 năm hình thành và phát triển. Hôm nay Vinh Quang Lego phục vụ hội nghị tại La Đà Lạt với hệ thống âm thanh đồng bộ RCF Mixer Midas MH32 Reliant. Xin mời tất cả anh em sẽ cùng tham quan cái khu vực mà mình sẽ phục vụ trong cái hội nghị hôm nay, là một ngày đầu tiên. Ngày mai tiếp tục hội nghị và tối mai là ngày 4 sẽ gala dinner. Trước mặt tất cả quý anh em, đây là hệ thống loa delay. Loa này là ART912A 2100W 130dB, hai con. Và bên kia cũng là hai con hệ thống loa delay để phục vụ một cái khoảng dưới phía này. Ở trên này trước mặt tất cả quý anh em, đang cái loa đang treo lủng lẳng ở trên này là NL44AMK2 RCF, công suất 2100W. Sub sẽ là sub RCF 9004AS, sub 8004AS, loa center ART912A. Hai vế giống nhau. Rồi tiếp theo, và đây là hệ thống monitor trên sân khấu ART710A 1400W 129dB và cùng ART712A cũng công suất như 710. Thì 710 là sử dụng loa bass 25, còn 712 là sử dụng loa bass 30. Sân khấu này có kích thước là ngang 12m và chiều sâu là khoảng 5m. Monitor trên sân khấu này sử dụng là 4 chiếc, sử dụng cho ca sĩ hát beat và DJ phục vụ cho gala tối mai tại La Đà Lạt ngày 4 tháng 4. Và Vinh Quang Lego cũng rất là vinh hạnh khi được chọn là đối tác phục vụ cho chương trình BNI Hà Nội này. Xin cảm ơn anh ba công ty sự kiện Soka đã tin tưởng, rất là đặc biệt khi được kết hợp làm việc với anh qua TikTok khi mà anh xem video. Và hiện tại đội của Lego Team đang set up ánh sáng chết. Và mời mọi người sẽ cùng xem tiếp video. Thank you.
Hiện tại Vinh Quang Lego đang ở La Đà Lạt và tiếp theo là ngày 4 tháng 4 phục vụ gala dinner cho chương trình BNI Hà Nội. Và đây là không gian hơn 500 khách. Vinh Quang Lego đang phục vụ âm thanh ánh sáng cùng với tất cả ekip. Và chương trình đang tiếp diễn là một đấu giá. Mời mọi người sẽ cùng tham quan khung cảnh của tại sân khấu La Đà Lạt. Hệ thống RCF âm thanh và hệ thống ánh sáng. Lên mông này ạ. Lên mông.